Thì nói anh nghe này, chim nó quan trọng lắm nha. Muốn bán được chất thì phải có chim cò, đúng không? Muốn làm châm thì phải là chim này bạn, đúng không? Mà muốn đẹp, muốn hót hay thì phải có chim Bạch Quyên. Cho nên giờ anh em mình hát bài chim tặng anh em ha. Cho nên chim quan trọng. Chim rất quan trọng, chứ mà là quan trọng.
Bravo. Bravo.